Em xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ lên cho các bác những cái mặt hàng cực kỳ tuyệt vời. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người ạ. Đây là những cái giò Phú Thọ và HO anh em nhé. Thì em vẫn lên cái dòng nhỏ này cho anh em sưu tầm. Thì hôm nay em bán theo combo Phú Thọ HO. Mỗi loại một chậu, em lấy một chậu là 70.000 các bác nhé. Đây em sẽ lựa cho anh em chậu, đây là một chậu Phú Thọ này, đây là một chậu HO này. Đấy, hai chậu như thế này em bán với giá là 140.000 nhé. Hầu hết số đầu của nó thì cũng tầm 1, 2, 3 đầu trở lên. Có những cây nó nhiều, những cây một đầu thì nó lại rất là dài anh em nhé. Đây ví dụ như chậu này hai đầu thì em cũng tính là 70.000. Đấy, Phú Thọ cho anh em này. Nó đang đà lao ngọn nên nó rất là khỏe mọi người nhé. Đây là Ki 52 anh em ạ, Ki 52. Thì anh em trong câu lạc bộ trước chung nhau thì giờ nó giá nó sập rồi thì em bán bớt đi, không có chỗ mà trồng. Thì em lấy về tầm khoảng được 6-70 chậu. Đây. Đấy thì bác nào cần thì bảo là lấy một combo Phú Thọ Hiển Oanh thì em sẽ lấy cho các bác. Hoặc là nếu các bác lấy một chậu em cũng bán nhé. Đấy thì em sẽ lựa cho anh em, nếu mà cây ít đầu thì nó dài, còn cây nhiều đầu thì nó ngắn hơn một chút. Ví dụ như đây chậu ho này, chậu này là 4 đầu đấy, cũng 70.000 nhưng nó ngắn như này thôi. Đây chậu Phú Thọ chứ nhầm, em nhầm. Vâng, nói chung là em sẽ chọn cho anh em combo như thế. Còn em lên một cái chậu phải nói là hàng kiệt tác của thời điểm hiện tại. Thời điểm hiện tại thì như mọi người thấy đây là một chậu tím yên tử. Đây em gửi hoa cho các bác xem, tím yên tử. Đây anh em nhé. Thì ở trong câu lạc bộ thì cũng có một anh ấy dỡ vườn. Trước đây thì một cái kỳ như thế này ạ. Một kỳ như thế này là 1 triệu này mọi người nhỉ. Tím yên tử. Cái dòng hoa này nó cực tím và nó sai hoa và nó cánh nó rất là bay anh em nhé. Đây mọi người có thể nhìn cái thân tím của nó này. Cây này anh em về làm, kể cả làm tác phẩm hoặc là đem bán cũng được. Anh em bán được nhé. Bởi vì bây giờ thời điểm này nó rất là có giá. Nó không khác gì những cái loại dòng mắt đỏ hay là cửu long cao phong, hay là những cái loại như là ám như kiểu là mắt châu linh xanh hoặc là địch quả đấy. Đấy thì cái chậu này thì cũng tầm khoảng, đây em đếm nè, tầm khoảng 20 đầu. Đây, 20-30 đầu ấy. Chậu này là chậu tác phẩm. Chậu này em bán giao lưu với anh em. Anh em là thực sự thích cái dòng tre tím yên tử này nhé. Gọi là cực kỳ tuyệt vời. Anh ấy nuôi từ rất là lâu rồi. Đấy. Thì bắt đầu nó mới bằng một kỳ bé hôm nay thôi, mà trước đây bán thì nó cũng đã là 1-2 triệu một kỳ rồi. Thì bây giờ em bán giao lưu cho anh em chậu to như thế này, em bán với giá là 1.900.000 đồng. Em không phải gọi là thổi giá thì mua vào rất là cao. Và anh em có thể theo dõi trên Facebook của anh Chính Trương ấy. Ví dụ một chậu ám địch quả, trước đây nó không ai để ý, nhưng bây giờ nó cứ một chậu mấy thân là tầm tiền 4-5 triệu trở lên. Thì chậu này hoa đẹp như này thì chả có lý do gì các bác không lấy nữa cả. 1.900.000 đồng. Đấy nhá. Còn cái đám kỳ này thì vừa nãy một anh bảo là cắt ra cho anh ý, nhưng mà bây giờ anh ấy bảo là anh ấy bận đi công tác, anh tạm thời là không lấy, không nhận được, không gọi là gửi cũng không nhận được. Thì cái chỗ này cũng là kỳ của cái hàng tre tím yên lập, tre tím yên tử này. Em bán chỗ này với giá là 200.000 đồng về cho các bác sưu tầm giống. Đấy nhá, không phải là gọi là em cố tình bán giá cao, bởi vì các bác biết đấy, bởi vì trong thế giới của phi điệp thì nó cũng có nhiều dòng, nhiều cây. Chứ nó xét về giá lan đột biến thì bây giờ nó sập hẳn rồi thì em vẫn bán với giá rẻ như rau muống như này thôi. Nhưng mà có những cái dòng nó đẹp như này thì nhập vào giá nó cao, thì cũng mong các bác hết sức thông cảm. Nếu bác nào yêu mến nhắn cho em nhé. Bác nào thích chậu này
Đấy, thì em gửi cho. À, như các bác thấy đây là cái thuốc dạ dày mà em bán rất là nhiều đấy. Và rất nhiều người khỏi. Bạn em bị trào ngược. Bị trào ngược nhé. Tối kiểu ăn nó cứ trào ựa lên ấy. Nói nó hơi nghe anh em nó hơi ghê. Nhưng tối trào ngược còn chảy ra cả gối. Nhưng mà anh ấy uống một cái gói này. Anh chắc là anh hợp thuốc. Anh bảo là một nửa gói này đã thấy đỡ 99%. Bây giờ nhậu thoải mái rồi. Thì có thể do cơ địa của anh ấy tốt. Đấy, anh bị lâu uống thuốc Tây, thuốc ta mãi không khỏi. Nhưng bây giờ uống khỏi, em cho các bác xem cái dòng feedback này anh ấy mua của em. Thì cái dạ dày đại tràng này nó cực kỳ nhiều tác dụng. Đó là viêm loét này, viêm hang vị, đau thượng vị, trào ngược, nhiễm khuẩn HP, đau đại tràng, viêm đại tràng, co thắt, rối loạn tiêu hóa. Trào ngược đấy, bác nào mà đi phân lỏng, phân nát, phân rắn, phân không thành khuôn thì uống cái này nó như kiểu là thành khuôn đúc luôn anh em nhé. Nếu mà đi ngoài, tại vì em nói xin lỗi các bác là trong cái quá trình chúng ta ăn uống thì không phải là mọi thực phẩm nó đều vào, nó đều có tác dụng tốt với cái dạ dày của chúng ta. Ví dụ các bác đang ăn nhậu uống rượu tự nhiên nó đau đau đến mức khủng khiếp mà không thể chịu nổi, hoặc là mình đói cũng đau, no cũng đau, tự nhiên nó trào ngược lên, hoặc là nó đau dữ dội, nó viêm ở một cái chỗ nào đó khiến cho việc ăn uống của chúng ta rất là khổ sở, thì đây là một cái giải pháp cực kỳ tốt dành cho anh em. Cái này thì có mã QR code hàng chính hãng của một em gái, đây là của em tên là Lò Thị Diệu, mang tên là LTD đấy. Thì cái này là xuất phát từ lương y Lò Thị Hùng. Hùng là tên của mẹ bạn ấy, ở Phiêng Nỏng, Đứa Mòn, Sông Mã, Sơn La. Nhìn nó có vẻ là viên nang bằng, nhìn giống đông Tây y nhưng không phải. Đây là những cái loại lá cây như cò khồn, cò dâu dưa, khổ sâm, chè dây, khôi tía và một số thành phần khác. Họ nghiền ra xong họ nang vào trong một cái viên này để cho nó dễ uống. Bởi vì trước đây thì em bán nó là dạng thuốc bột cơ, nhưng nó đắng quá nên nhiều người người ta kêu. Đấy, tuy mặc dù tuy chữa bệnh tốt nhưng mà rất là đắng. Nhưng bây giờ nang vào thì cực kỳ tiện lợi cho anh em. Thì một liệu trình như thế này em bán với giá là 720.000 đồng bao vận chuyển cho anh em nhé. Hàng này siêu tốt luôn, và các bác cứ nhìn thấy cái số lượng em bán thì các bác hiểu là nó nhiều anh em bị và cái thuốc này nó cũng phổ thông như thế nào. À, em lên cái măng nứa Mường Tè, ở đây có cái hàng phải nói là hàng cực VIP, dày dặn này. À, một bát canh măng của nhà các bác chỉ cần tầm khoảng 2-3 cái miếng này vào đấy là thành một bát canh. Thậm chí là một cái đám cưới tầm 5-60 mâm chỉ cần hai cái túi măng này là đủ để anh em, đủ để họ làm đám cưới mọi người nhé. Hôm trước có một người ta nhờ mua giúp 5 cân hàng măng dày nứa xịn đẹp như này để làm cỗ cưới này. Đấy, các bác nhìn thấy cái măng nó dày như thế này. Thì mùa này măng năm nay có vẻ nó không nhiều như bằng năm ngoái. Em bán cái loại dày như này là vẫn là 290.000 đồng một cân dành cho anh em. Em có lá mát gan, bác nào mà bị nổi mề đay mẩn ngứa ấy, thì sử dụng cái loại này. Chữa men gan cao, gan nhiễm mỡ. Đây em cho các bác xem cái feedback của một cái người trước đây là cô giáo của em mua cái sản phẩm này. Cái sản phẩm này uống cảm giác nó gan nó nhẹ nhõm và nó sướng cực kỳ luôn anh em nhé. Sướng cực kỳ luôn. Em lọc, em cắt như này để cho nó chảy hết xuống qua cái phễu lọc này. Đấy, mật này. Tháng 3 vàng ươm luôn. Mật ong thì như mọi khi đã giới thiệu với anh em thì bây giờ em đong đến đây thôi. Nó là định lượng 1 kg. Ong khoái nhé. Ong khoái ở đây là nhìn nó hơi loãng như này, mở ra nó thơm nức cả phòng luôn. Em không phải bốc phét các bác nhé. Ong mật mình nuôi không bao giờ có được một cái mùi vị nó đặc biệt như là ong khoái rừng. Từ đầu năm đến giờ em bán cứ phải tính đến hàng tấn rồi, đầu tấn rồi. Nhưng mà ở từ bây giờ là nó hết mùa, cho nên là em tích tầm khoảng đến giờ là bán từ giờ đến Tết là hết thôi.
Đấy, thì một cân như này em bán cho các bác với giá là 250.000 đồng. Trước đây nó là 300 cơ. Có khi mình mua cái mật ong đầu mùa ấy, có lúc nó lên đến đến ví dụ như cái chậu này, à cái xô này em tích từ đầu năm, từ tháng 3 đến giờ 220.000 một cân mật lẫn sáp, thì các bác biết là cái mật ong rừng nó đắt như thế nào. Và trực tiếp em cũng đi cùng anh em rất là nhiều mọi người nhé. Thì một cân như này nếu các bác mua về các bác vặn ra, các bác vặn ra các bác dùng luôn, uống luôn. Đấy, em đảm bảo là em không bốc phét các bác một tí nào luôn. À, em có cái đũa tre như này, đũa tre có màng co, vót thủ công, 30.000 một bó 10 đôi. Đấy, đông trùng hạ thảo, cái này thì rẻ thôi, 220.000 đồng, hàng chính hãng của Huy Cương Lai Châu. Em bán phần nhiều là hàng của Lai Châu mọi người nhé. Ở đây thì em lên một cái sim khô. Cái sim khô này thì các bác về rửa đi, xong các bác ngâm rượu. Cái sim khô này thì cầm máu này, tiêu chảy. Bác nào mà kiết lỵ ù tai hay là băng gọi là nôn ra máu, chảy máu mũi thì cái này rất là tốt. Và em giới thiệu một sản phẩm của một người, vẫn là một người đi đạo Thiên Chúa, người Mông đi đạo Thiên Chúa. Họ có một cái bài thuốc chữa gút này, thoát vị đĩa đệm, cực kỳ tuyệt vời. Các bác chỉ cần lấy 1 đến 2 miếng này ngâm, cho vào cái cốc nước nóng khoảng 150ml. Thì các bác uống cái này, cái gút của các bác phải giảm đến 99%. Cái định lượng này một gói 450g. Mà em nếu mà các bác mà không bị, không khỏi được gút ấy, không đỡ được khoảng 99% ấy, có thể ăn thịt bò hoặc là uống rượu thoải mái, thì em sẽ hoàn tiền lại cho các bác nhé. Em không hề gọi là bốc phét, gọi là, em xin lỗi là em không hề nói chơi các bác một tí nào. Đây hoàn toàn là một cái lá, nó xuất phát từ cái thân của một loài cây rừng mà em không biết về lá của nó. Cái này là do bài thuốc họ giữ kín. Hoặc bác nào mà bị tự nhiên đau nhức mỏi xương khớp, rồi là bị gút hay là bị thoát vị đĩa đệm, tê bì chân tay, thì dùng cái loại này. Em bán với giá là 190.000 một gói. Hàng này mùa đông, à xin lỗi là mùa mưa, nó không có nhiều đâu, tại vì người ta phơi nó cũng ít, ít số lượng bán nó rất là ít mọi người nhé. Em bán cái này thì nó cũng không phải cạnh tranh với ai, tuy nhiên là có thể có nhiều người người ta cũng chưa tin, nhưng các bác cứ thử đi, 190.000 còn hiệu quả hơn gấp vạn lần những cái loại khác mà các bác biết. Ở đây em có cái thuốc ngứa xanh này, thuốc ngứa xanh này của hàng của nội địa Trung, thì đây là một cái sản phẩm em bán duy nhất là hàng của Trung Quốc. Cái loại này các bác ngứa không rõ nguyên nhân này, nổi mề đay này, tự nhiên là mình cảm thấy nó ngứa khủng khiếp ấy, hay là bị á sừng, bị tràm, bị vẩy nến ấy, thì dùng cái loại này. Loại này của cái bà già này em bán, các bác lấy 2-3 tuyếp trở lên, 3 tuyếp thì em lấy 25.000 một tuyếp. Đấy, từ 3 tuyếp trở lên, còn bán lẻ thì 35.000 các bác nhé. Loại này thì cực kỳ tốt. Một đơn ship của nó là 22.000. Thế là tùy mọi người lấy. Em xin vào tiếp theo. Ở đây riêng về thuốc dạ dày đại tràng thì cũng có nhiều loại. Em bán hai loại. Đó, cái này là của người Hơ Mông. Cái này định lượng 10g. Cái hạt xanh này ấy, thì nó trị viêm dạ dày cấp mãn tính, vi khuẩn HP, trào ngược dạ dày. Đây là cái hạt này nó rất là đắng, và người Mông người ta đi nhặt trong rừng về, người ta cắt ra để bọn em bán ấy. Thì một gói như thế này em bán với giá là 50.000. Thực ra đối với cái hạt sang này mọi người thì nó có thành phần giảm đau, và cái gì của rừng nó cũng phải có một tí nó nguyên thủy, nó độc các bác nhé. Em không giấu luôn, không giấu, bởi vì nếu các bác chọn cái dạ dày LTD
mà chọn cái đấy thì nó lành tính hơn cái này. Cái này có độc và bác nào uống độc nhẹ thôi, uống thì nó sẽ có cảm giác là mình bị đi táo bón ấy, đi ngoài táo bón ấy. Nó chị em nào mà phụ nữ mang thai thì chúng ta không nên dùng. Đấy là em chia sẻ thẳng thắn với anh em. Còn dĩ nhiên là thuốc nào thì nó cũng có tác dụng cả thôi. Cái này thì các bác uống trong vòng 1 tháng, nếu bác nào bị nhẹ uống cái này sẽ khỏi các bác nhé. 50.000 một gói, rất là rẻ. So với loại kia thì so với loại dạ dày này thì nó rẻ hơn. Và thuốc dạ dày như các bác biết là có mã check-in, check rõ ràng. Còn cái này là gọi là cái bài thuốc dân gian thôi. Nó nguyên thủy ở rừng. Ở rừng thì có rất nhiều những cái nó độc. Ví dụ như là mật ong các bác ăn vào. Có những người không hợp là ngứa khắp người, nổi ngứa hay là mọc hết mụn trong miệng ấy. Thì đấy là tính nguyên thủy của cái đồ rừng. Hoặc là cái thuốc này thế. Cái thuốc này, thuốc xương khớp này sau các bác uống vào thậm chí nó còn đau hơn. Trong tầm 2-3 ngày nó đau. Có người bạn em con đau đến kinh khủng luôn ấy. Nhưng mà sau 2 ngày đấy thì nó lại cảm giác người mình qua được cái cơn đau, nó cực kỳ nhẹ nhõm và nó gần như khỏi hẳn luôn. Thì cái tính nguyên thủy của rừng nó là như vậy. Em có cái chuối hột rừng quả tròn nhỏ. Cái này em bán 50.000 một cân. Hàng tuyệt vời dành cho em. Đây là cái chuối hột rừng nhỏ, quả tròn và nó chín mọi người nhé. Chín. Nó chín rồi người ta lột ra phơi. Đấy. À, tinh dầu quế thì em vẫn bán là 390.000 đồng một lọ. Tinh dầu xả là 190.000. Tinh dầu xả Mường Tè. Chè Lai Châu. Bác nào uống thử cái chè Lai Châu này. Em bán với giá là 75.000 một gói. 5 lạng. 150.000 đồng một cân. Bác nào mua một cân hôm nay thì em sẽ bán sale cho các bác là 140.000. Đấy, em chỉ lãi 50.000 một đơn thôi. Đấy, gọi là lấy công làm lãi anh em nhé. Em xin chào và xin chúc sức khỏe tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em trong suốt thời gian vừa qua. Em xin chào mọi người.